Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng mạnh, tăng hơn 20 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,99%. Giao dịch ở mức 2.049,15 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần này bằng một phiên tăng, giao dịch ở mức 102,44 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, thời điểm này đang đứng quanh vùng giá 43.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần vừa qua bằng một phiên giảm nhẹ, đứng mức 3,944% trên một năm. Còn giá dầu thô đóng cửa tuần này bằng một phiên tăng, đứng ở mức 72,76 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới dù đi lên trong phiên cuối tuần, song đà giảm liên tiếp từ đầu tuần khiến kim loại quý này không thoát khỏi tuần giao dịch ảm đạm. Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong vòng một tuần vào phiên cuối tuần này khi sự leo thang trong xung đột ở Trung Đông thúc đẩy hoạt động mua vào kim loại quý để bảo toàn vốn, trong khi lạm phát giá sản xuất tại Mỹ giảm đã thúc đẩy kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể hạ lãi suất sớm hơn. Với mức giá hiện tại sau khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 60,8 triệu đồng trên lượng, như vậy là thấp hơn giá vàng miếng SJC lên đến 16,2 triệu đồng trên một lượng. Về mặt xu hướng của giá vàng cho tuần tới, vàng đang được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn so với dự kiến. Theo ông Oliasson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo cho biết, mặc dù còn quá sớm để chứng kiến một đợt phục hồi đột phá, nhưng các nhà đầu tư không nên chống lại đà tăng giá. Vàng đang nhận được sự quan tâm mới từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư tìm kiếm một số bảo hiểm danh mục đầu tư do tình trạng bất ổn ngày càng tăng ở Trung Đông. Sự phục hồi của vàng diễn ra sau khi các máy bay chiến đấu, tàu và tàu ngầm của Mỹ cũng như là Anh tiến hành hàng chục cuộc không kích khắp Yemen chỉ trong đêm để trả đũa lực lượng Houthi thai sau nhiều tháng tấn công vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ. Căng thẳng tiếp tục leo thang do cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza. Đồng thời, vàng được hưởng lợi từ kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 tới đây. Thị trường tiếp tục định giá những đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Mỹ đưa ra tín hiệu cho rằng họ sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. Theo Sim Fed Watch Tool, thị trường dự đoán gần 80% cơ hội nới lỏng trong tháng 3. Vào thời điểm này, tuần trước thì thị trường đã định giá chỉ ở khoảng 64%. Theo Clive Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại ONDA nhận định, rõ ràng áp lực giảm phát vẫn đang tiếp diễn, điều này sẽ khiến Fed tin tưởng trong những tháng tới lạm phát đang quay trở lại mục tiêu. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan rằng giá vàng có thể tăng cao hơn. Các nhà kinh tế tại Commerzbank cho biết họ vẫn kỳ vọng Fed chỉ cắt giảm lãi suất vào tháng 5. Nhìn về phía trước, thị trường sẽ tiếp tục chú ý đến các dữ liệu kinh tế và báo cáo chính vào tuần tới là doanh số bán lẻ của Mỹ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Điều này có thể tạo ra căng thẳng địa chính trị hơn nữa. Hỗ trợ sự hấp dẫn của nơi trú ẩn an toàn như vàng, được xem là kênh trú ẩn an toàn, vàng có xuống tăng giá trong thời kỳ bất ổn, trong khi lãi suất thấp hơn cũng thúc đẩy sự hấp dẫn của tài sản không đem lại lợi suất như vàng. Vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Và có thể thấy mặt hàng vàng miếng SJC đã nóng lên trong hai phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, với việc giá bán cao hơn giá mua vào tới 3 triệu đồng trên lượng, đây vẫn là rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, sau khi tăng tới 2 triệu đồng trên một lượng trong phiên giao dịch trước đó thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC tiếp tục tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 1 triệu đồng trên một lượng bán ra. Như vậy là sau hai phiên, mặt hàng vàng miếng SJC của công ty này đã tăng tới 3 triệu đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,02 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77 triệu đồng trên một lượng. Với công ty vàng bạc đa quý Phú Nhuận hay gọi là PNG niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mua vào mức 74,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,50 triệu đồng trên lượng, tăng đến 800.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 1.500.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Kết thúc ngày hôm qua thì duy nhất hệ thống Mi Hồng là điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán, đang mua vào mức 74,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,80 triệu đồng trên một lượng.
Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đóng cửa hôm qua cũng bằng một phiên tăng, tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 62,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,50 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại không có điều chỉnh về giá, niêm yết mua vào mức 24.260 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.630 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.750 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.850 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.400.000, bán ra 7.700.000, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.400.000, bán ra 7.702.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra. PIN Hồ Chí Minh và PIN Hà Nội mua vào 7.450.000, bán ra 7.750.000, tăng 150.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.495.000, bán ra 7.695.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào, tăng 100.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.390.000, bán ra 7.690.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 110.000 ở chiều bán. Bảng Tín Minh Châu mua vào 7.400.000, bán ra 7.690.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 95.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.450.000, bán ra 7.580.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.300.000, bán ra 7.550.000, hiện tại không có điều chỉnh về giá. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.395.000, bán ra 7.695.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 100.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.602.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn giữ trong xu hướng tăng mạnh, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 1 triệu đồng trên lượng bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở khoảng 3 triệu đến 3.060.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.400.000, bán ra 7.702.000. SJC Huế mua vào 7.397.000, bán ra 7.702.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.400.000, bán ra 7.700.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.400.000, bán ra 7.702.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.398.000, bán ra 7.702.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại duy trì xuống tăng trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 8.300 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.240.000, bán ra 6.350.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.240.000, bán ra 6.360.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.230.000, bán ra 6.320.000, tăng 20.000 ở chiều và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.127.4000, bán ra 6.257.4000, tăng 19.800 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.555.5000, bán ra 4.755.5000. Vàng 14K mua vào 3.499.9000, bán ra 3.699.9000. Vàng 10K mua vào 2.450.7000, bán ra 2.050.7000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.